Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác vào trong kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh ra ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Hôm nay em lên cho các bác một chiếc máy rửa bát Panasonic TR5 hàng nội địa Nhật. Chiếc máy này nó rất là nhỏ gọn nhưng xếp được rất là nhiều bát, dùng cho gia đình từ 5 đến 7 người ăn. Người Nhật người ta đã thiết kế ra chiếc máy này phù hợp cho mọi gia đình. Mọi gia đình người Việt Nam đều rất là phù hợp. Và chiếc máy này rửa bằng nước nóng. Xếp được rất là nhiều rồi. Nguyên tầng trên là bát của bát con là xếp được 14 chiếc. Và bên này nó úp cốc. Bên đây nó úp cốc, nếu không úp cốc thì là có thể cho các thứ khác vào, xếp các thứ khác vào. Ở dưới là bát to này là xếp được 7 chiếc, và đĩa thì được 5 chiếc, và thìa đĩa đũa. Chiếc máy cấu trúc rất là nhỏ gọn nhưng tính năng sử dụng tuyệt vời. Nó giải phóng đôi bàn tay cho các bà, các chị, các cô, các em, và rửa bằng nước nóng rất là vệ sinh, rất tiện lợi cho mọi gia đình Việt Nam. Chiếc máy này có Econavi tiết kiệm điện. Có rất nhiều chế độ rửa thấp nhiệt, chế độ rửa nhanh, chế độ rửa tiêu chuẩn, chế độ rửa siêu sạch và chế độ rửa nước nóng 40 độ, 60 độ, 80 độ và chế độ sấy riêng. Sử dụng chiếc máy này rất là đơn giản, ai cũng sử dụng được. Lắp đặt rất là đơn giản. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Rất mong được phục vụ các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và chiếc máy này có giá là 4.500.000 đồng, bao gồm chưa có cục đổi nguồn. Có máy và các ống đường cấp nước và đường thoát nước. Còn máy có giá là 4.500.000 đồng, rất đẹp luôn. Máy nguyên bản ở Nhật như thế nào thì về Việt Nam nguyên xi như vậy. Và chiếc máy này sản xuất năm 2012, dùng cho gia đình từ 5 đến 7 người ăn. Một ngày chỉ cần rửa một lần. Và khi rửa xong là các bác cứ để nguyên ở trong này, nó thay cho một chiếc chạn bát. Còn ăn đến đâu ta lấy ra đó, rất là hợp vệ sinh luôn. Còn bát đũa mà ăn xong rồi bác cho một cái chậu, bác ngâm. Xong đến cuối ngày này cho vào, xếp vào trong máy, làm một mẻ là xong xuôi, rất là nhàn nhã và tiện lợi. Mà lại hợp vệ sinh, cơ bản hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nên lựa chọn mua máy rửa bát là một lựa chọn thông minh, cực kỳ thông minh cho mọi gia đình. Nó nâng cao chất lượng cuộc sống, nó thể hiện cái tính chất hiểu biết. Và chiếc máy này rửa toàn bộ bằng nước nóng, không có một dùng dung môi hóa chất nào, không cần bất cứ một cái gì, chỉ rửa riêng nước nóng không. Cho nên là rất là sạch sẽ, hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe. Các bác vào trong kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh nhà ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc, rất mong được phục vụ các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Được cấp nước, lắp đặt rất đơn giản. Được cấp được thoại. Và chiếc máy này cả cục đổi nguồn là 5 triệu, còn nếu mà không lấy cục đổi nguồn thì giá là 4.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em. Em ship hàng toàn quốc và chiếc máy này bảo hành thời gian là 1 tháng, 1 đổi 1. 1 tháng, 1 đổi 1.
các bác cứ yên tâm sử dụng. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.